Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa thiết kế web responsive tại F8 Và ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau nhấn mạnh lại Để giúp các bạn có thể hiểu được rằng là chúng ta sẽ làm gì Khi thực hiện kỹ thuật responsive để thiết kế website các bạn nhé Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng CSS để thay đổi kích thước phù hợp cho các thành phần Nó được hiển thị trên website của chúng ta Ví dụ như là hình ảnh, cỡ chữ và nút bấm Có thể các bạn sẽ hỏi là tại sao mình phải nhấn mạnh lại cái này bởi vì mình tin rằng là có một số bạn vẫn chưa hiểu được là chúng ta Uh, sẽ làm gì uh, khi thực hiện kỹ thuật Responsive? Thế nên mình phải nhấn mạnh lại là chúng ta sẽ tự tay dùng CSS để làm ra những cái điều này. Bởi vì thực ra cái kỹ thuật này nó không hề phức tạp, uh, chẳng qua là các bạn tự phức tạp hóa nó lên thôi. Chúng ta thực chất là vẫn sử dụng tất cả những cái kiến thức về CSS mà chúng ta biết từ trước tới nay để chúng ta có thể tạo ra những thay đổi này. Ví dụ như là thay đổi font size đúng không? Thay đổi width hai chẳng hạn đó. Thì mình ví dụ như vậy và mình nhấn mạnh một lần nữa là chúng ta sẽ có gạch đầu dầu số 2 là chúng ta sẽ dùng CSS để ẩn hiện các thành phần phù hợp theo kích thước màn hình. Ví dụ như bây giờ các bạn nhìn thấy ở màn hình lớn thì cái ông này ông ấy hiện những cái chữ trang chủ, khoa học, uh, tạo CV xin việc. Nhưng mình bấm vào cái màn hình nhỏ thì những cái nút đó bị ẩn đi. Thì rõ ràng bình thường các bạn bình thường các bạn CSS để ẩn đi một thành phần như thế nào? Tất nhiên là các bạn sẽ sử dụng cái thuộc tính gọi là thuộc tính gì? display bằng none đúng không? Đó, thì để ẩn đi còn bây giờ trong trường hợp mà muốn hiện một đối tượng lên thì làm sao thì sửa thành display bằng block chẳng hạn đó thì quanh đi còn lại nó vẫn chỉ là những cái thuộc tính mà chúng ta đã từng học đã từng biết chẳng qua là chúng ta chưa biết áp dụng thôi thì mục đích sinh ra khóa học này chứng tức là chính là để mình giúp các bạn biết áp dụng nó thôi các bạn nhé còn thực tế các bạn không phải học thêm gì nhiều đâu uh, video này đến đây là kết thúc xin chào các bạn